chúng ta phải nói là cùng nhau cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa Giêsu, và đương nhiên cảm tạ hồng ân của Đức Mẹ Maria. Thì ngày hôm nay anh Vương Đạo chia sẻ cái đề tài mà cá nhân bản thân của anh á, được tội nguyện thì tội nguyện theo ý của Thiên Chúa Giêsu, chứ không phải là tội nguyện theo ý của riêng mình. Bây giờ có nghe rồi phải không? Có nghe chưa? Nếu nghe thì cho anh biết, hình như là âm thanh nghe được rồi phải không? Nghe, ok, good, cảm ơn. Ok, thì anh cũng đang quay video để anh đưa lên internet đó, công việc của chúng ta Chúa ban cho. Thì ngày hôm nay anh Vương sẽ chia sẻ cái phần mà tại sao mà anh may mắn được tội nguyện, những công việc gì mà quan trọng, và cũng như những cái niềm hy vọng và những niềm hạnh phúc mà hình như là con người chúng ta phải nói là tất cả chứ không phải là hình như, đều ước ao được có những tội nguyện mà chúng ta là con người cần thiết để mà sống. Thì anh chia sẻ trước tiên là anh chia sẻ về cái việc mà anh đã từng phải nói là thời mà niên thiếu đó, thì rất là phải nói là phóng khoáng và rất là ham chơi, rồi đùng một cái nữa thì anh lại là một nhạc sĩ. Mà khi mà là một nhạc sĩ giỏi đó, thì mà trẻ nữa, thì thật sự thì có nhiều cám dỗ từ cái vật chất rồi cho đến tinh thần. Nhưng mà khi mà mình và mình với tất cả những gì mà xung quanh mình mà mình cảm thấy mình vẫn còn cô đơn, thì lúc đó là lúc mà hình như là chúng ta ước ao được tìm kiếm một cái gì đó để được tội nguyện. Thì khi mà anh nhận diện được cuộc đời này hình như là quá nhiều cạm bẫy và quá nhiều sự thử thách, sự tranh giành, để rồi nhân loại hình như là gây ra biết bao nhiêu tội ác, gây ra biết bao nhiêu sự đau khổ. Thì lúc đó thì anh đâm ra chán chán ngán, không muốn mình sống ở cái cuộc đời này nữa. Và lúc đó là lúc mà anh cầu nguyện ước ao được gặp Chúa Giêsu, mà là nếu thật sự Ngài là đấng có quyền năng như Ngài đã phán. Cái này đòi hỏi hơi nhiều nữa nha. Và anh chỉ ước ao được gặp đấng toàn năng, đấng mà tác tạo ra cả càn khôn. Không nghe anh Duy Nguyên Trần nói, ủa sao vậy? Nghe mà phải không? Đang nghe anh nói chuyện mà phải không? Mấy mấy em có đang nghe anh nói chuyện không? Đã nghe rõ, cảm ơn, ok rồi. Thì thưa quý anh chị, khi mà tôi cầu xin xin gặp đấng toàn năng, chứ tôi không muốn gặp đấng nào khác rồi nha. Cầu nguyện mà khôn lắm, mình tuyệt vọng rồi nhưng mình vẫn còn có lý trí, có tri thức và có trí thức, phải không? Thì anh cầu nguyện nói lại Chúa, nếu thật sự Ngài là Thượng Đế như Ngài đã phán, Ngài là đấng toàn năng, thì xin Ngài, một là đem con về thiên đàng để cho con ra khỏi cái quả địa cầu này,
cái trần thế này mệt quá. Còn hai nữa, nếu thật sự có Thượng Đế và có Ngài thực sự mà Ngài không bằng lòng đem con về thiên đàng, thì xin Ngài làm ơn đến với con trong giấc ngủ, dạy dỗ con và ban cho con những cái mặc khải gì, hay là ban cho con một công việc gì đó mà con cảm thấy là con sinh ra để làm công việc đó. Chứ thực sự bây giờ là con không muốn sống trên cuộc đời này nữa. Con thấy toàn là những cái chuyện gì mà nó lộn xộn quá đi. À, tại vì lúc đó là anh đã đi khắp nước Mỹ rồi. Anh đi anh làm nhạc rồi, anh đi khắp nước Mỹ, anh hòa nhạc, anh chơi nhạc những cái club Mỹ rồi, giữ những cái chỗ ăn chơi này kia, cái này nó mệt lắm. Rồi anh thấy nhiều cảnh khổ cuộc đời. Mà thời như Việt Nam thì anh đã kêu bằng chứng kiến chiến tranh loạn lạc, kêu bằng chiến tranh thì đánh nhau rồi chết chóc này kia, rồi cái thì anh phải nói là hình như là có quá đủ nhiều kinh nghiệm để mà nhìn thấy cái cuộc đời này hình như là có một cái gì đó không ổn. À, rồi rốt cùng rồi thì anh xin xin Thượng Đế như thế, anh nói là phải bây giờ Ngài phải đến với con trong giấc ngủ dạy dỗ con đó, hoặc là đem con về thiên đàng, tại vì con không thể tự giết con được, tại vì con biết cái đó là cái tội giết người, mà giết chính con là cái chuyện cái tội, chắc chắn con sẽ không làm điều đó. Thì lúc đó anh Vương mới cầu nguyện kia, bằng ban ngày thì cũng đi làm, nhưng mà ban đêm trong lúc đi làm thì cũng cầu nguyện lẩm bẩm cầu nguyện trong lòng thôi, rồi lúc mà tối về thì quỳ gối giăng tay cầu nguyện. Có những đêm anh cầu nguyện bằng nước mắt, không đau khổ lắm, tại vì sống mà tiến cũng không được mà lùi cũng không được, thì có cái hiện tình đó, nếu mà những ai mà có gặp những cái hoàn cảnh đó thì phải nói là rất là khó xử. Thì anh trong cái tình cảnh như thế thì anh mới cầu nguyện xin gặp được Thượng Đế. À, khôn lắm, cầu nguyện khôn lắm. Nếu thật sự có Thượng Đế đứng toàn năng đó nha, thì anh Vương cầu nguyện cho đến ngày thứ bảy, đêm thứ bảy đó là kiệt sức rồi, nhưng mà vẫn phải cố gắng quỳ gối lên, giăng hai tay ra cầu nguyện. Và cái đêm thứ bảy là cái đêm kiệt sức rồi, anh cầu nguyện bằng nước mắt luôn đó. Đến khi mà anh kiệt sức rồi, anh lăn đùng ra, anh nằm, anh thiếp đi. À, thì cái lúc này là cái lúc mà Thượng Đế đến. À, Thượng Đế toàn năng đến đến với mình. Thì anh thấy Thiên Chúa Giêsu, Ngài mặc áo trắng và Ngài đi đến. Và khi mà anh gặp Thiên Chúa Giêsu thì anh Vương giống như là cái người mà kiệt sức á, bò không nổi nữa mà làm sao mà lết. Mấy em có để ý không, tức là mình bò mình còn khỏe gì, người bò được tức là người mạnh hơn cái người mà nằm sát xuống mà lết cái ráng trường trường đó. Thì anh bò không được mà anh phải trường tới, anh mới ôm chân Chúa Giêsu, miệng anh thì lẩm bẩm anh nói lại: Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Thì lúc đó Chúa Giêsu mới khum xuống, Ngài đỡ anh đứng lên. Và anh Vương chỉ được nhìn từ chân Chúa cho đến vai Ngài thôi, bởi vì anh kiệt sức, cái đầu anh ngẩng không nổi để mà nhìn mặt Chúa. Nhưng mà sau này thì anh gặp mặt Chúa như thế nào, cái chuyện này anh sẽ kể sau. Thì lúc đó Chúa Giêsu mới phán bảo cho anh biết. Ngài nói là: ta biết có một số các con vẫn còn nghi ngờ quyền năng của ta. Ta chính đây là Thượng Đế toàn năng như lời ta đã phán. Ta là Thiên Chúa Giêsu. Tất cả các con đừng luyến tiếc những gì trong quá khứ. Các con hãy sống cho hôm nay và ngày mai. Sống theo những điều chỉ dạy của ta. Ta sẽ ban cho các con những phần thưởng nhiều hơn trong quá khứ.
và ta đã có sẵn phần thưởng cho các con ở nước thiên đàng. Thì lúc đó anh Vương thì nghe Ngài nói vậy, thì nhưng mà cái con người mình yếu đuối lắm, mình gặp Chúa rồi, Ngài nói chuyện với mình vậy rồi mà mình còn vẫn còn nghi ngờ, miệng cứ lẩm bẩm: Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Thì thưa quý anh chị, Ngài biết cái sự mà nghi ngờ và cái lòng yếu đuối của mình, con người mình yếu lắm mà, yếu xìu à. Chính Ngài biết điều đó, thành ra Ngài mới ra lệnh cho anh. À, Ngài ra lệnh cho anh, Ngài nói, tại vì miệng anh cứ lẩm bẩm nói: Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con hoài à. Mà Ngài đã dạy dỗ rồi mà miệng cứ nói: Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Thì Ngài mới nói, phán bảo danh rằng là Ngài ra lệnh nha. Ngài nói: đây, bắp tay ta đây, con cắn đi. À, Chúa Giêsu Ngài nói, Ngài là đầu tiên, Ngài nói Ngài là Thượng Đế toàn năng như lời Ngài đã phán. Rồi sau đó Ngài cho biết Ngài chính là Thiên Chúa Giêsu. Rồi Ngài biết cái lòng anh vẫn còn nghi ngờ Ngài, rồi Ngài để đưa cái bắp tay phải của Ngài, Ngài bảo anh cắn đi. Ây cha, cái chuyện này hơi khó xử. Nhưng mà anh đâu có quyền, anh đâu có quyền phép gì. Anh là một người khi mà gặp Chúa là anh bò không được, anh lết, anh nằm sát chứ mà bò không bò nổi nữa mà. Ngài đỡ anh vậy mà. Nhưng mà Ngài ra lệnh, Ngài bảo anh cắn cái bắp tay của Ngài để cho anh tin là Ngài có thật. Tại vì anh yếu lòng lắm, gặp Ngài rồi nhưng mà anh vẫn còn nghi ngờ. Thì Ngài ra lệnh, Ngài bảo anh cắn bắp tay Ngài. Thì buộc lòng anh phải cắn tại vì Ngài ra lệnh. Anh Vương mới cắn bắp tay Ngài. Anh cắn đến cái độ mà anh cảm thấy cái răng anh sắp rụng rồi. Có bây giờ mấy em cắn cái vật thể gì, cái gì đó mà nó nổi mà sắp sửa rụng răng không? Tức là cắn quá mạnh đúng không? Xin lỗi anh Vương, nếu mà có ở đây có ai người nào mà lớn tuổi hơn anh Vương là anh Vương xin lỗi. Nhưng mà đây xin phép thì tôi kêu là anh chị đi. Có bây giờ anh chị cắn một cái vật thể gì nó nổi mà cảm thấy cái răng mình nó sắp gãy không? Tức là cắn quá mạnh đúng không? Thì lúc đó anh Vương mới nói: chết mồ rồi, mình cắn cái ông này kiểu này đó thì kể như là ổng sứt da sứt thịt chảy máu tại cắn mạnh quá. Thì lúc đó anh Vương mới nhả ra, anh dòm cái vết cắn bắp tay của Chúa Giêsu á, lúc anh cắn anh nhả ra, anh dòm liền, anh nói chết mồ, ông này sẽ chảy máu. Mà khi anh nhả ra thì anh thấy bắp tay của Chúa Giêsu không có bị chảy máu mà không có bị trầy trụa gì hết á. Thì lúc đó anh mới tự nhủ trong lòng, anh nói: ủa sao lạ vậy ta, mình cắn ông này mạnh đến cái độ mà mình sắp sửa gãy răng mà tại sao cái tay ổng không có bị xước thịt, không có chảy máu. Thì lúc đó anh mới bắt đầu tin, à tin là ô thì ra là cái chuyện này lạ. Thì lúc đó anh mới xin Chúa Giêsu, xin Ngài làm ơn ban cho anh một dấu ấn thánh giá trên trán anh á, để anh đối đầu với cuộc đời này. Tại vì anh đã va chạm quá nhiều, anh đi khắp nước Mỹ, anh hòa nhạc, rồi ở Việt Nam thì anh đã chứng kiến chiến tranh từ lúc anh 2 tuổi. Anh gặp quá cảnh đau khổ, quá nhiều cảnh đau khổ, và anh phải nói là quá ngán sợ cuộc đời này. Và anh đã đụng chạm với cám dỗ và quỷ ma quá nhiều. Thì lúc đó anh mới xin Chúa Giêsu, nói xin Ngài làm ơn Ngài đóng dấu thánh giá trên trán cho con, và xin Ngài ban phép lành cho con. Thì lúc đó Chúa Giêsu bảo anh rằng là con hãy thông báo tin mừng này, mặc khải này đến cho tất cả anh em nhân loại con được biết. Những kẻ ác muốn hại con sẽ không làm gì được con, vì ta là Thượng Đế toàn năng như lời ta đã phán. Sau đó Ngài đặt tay xuống đầu, đặt tay lên, xuống đầu anh á, rồi mình mẩy tay chân Ngài, Ngài đặt tay, Ngài đụng tới luôn, Ngài ban phép lành luôn, rồi Ngài ra đi. Thì thưa quý anh chị, sau đó tôi ngủ một cái giấc mà trên đời tôi đến giờ phút này hình như là tôi chưa bao giờ có một cái giấc ngủ ngon tuyệt vời. Sau khi mà Thiên Chúa Giêsu cho tôi gặp Ngài,
với một cái lời van xin là xin được gặp Thượng Đế đứng toàn năng. Thì thưa quý anh chị, từ đó trở đi cuộc đời tôi thay đổi. Thay đổi. Tôi có một niềm vui mà như bà tôi biết chắc là không có ai có thể ban cho mình được. Và tôi bắt đầu chia sẻ mẫu chuyện này đến cho nhiều người mà tôi có dịp chia sẻ. Có những lúc tôi chia sẻ những câu chuyện này, có những người họ đóng cửa lòng, họ không tin. Nhưng mà theo tôi được biết, đa số sau đó những người đóng cửa lòng họ lại mở ra. Bởi vì hình như là tôi đem đến cái mẫu chuyện này bằng cả một cái chân tình. Và tôi nghĩ rằng đó là hồng ân của Thiên Chúa Giêsu ban cho. Rồi rốt cùng hình như là đa số những người mà được nghe những lời mặc khải của Chúa Giêsu thì họ thức tỉnh khi họ gặp những hoạn nạn khó khăn. Và trong cuộc đời của tôi đến giờ phút này thì đời sống tôi thật sự ra thì rất là bình an, rất là vui. Có những lúc thật là mệt mỏi nhưng mà đáng mệt là bởi vì mình biết mình đang làm một cái việc mà mình ước ao được làm. Đó là làm việc full time của Thiên Chúa Giêsu ban cho, của Thượng Đế ban cho. Dẫu rằng tôi đã từng là một lương y, một y sư nhạc sĩ. Và giờ đây thì Chúa Giêsu mà tôi cho rằng Ngài có tất cả quyền năng của Chúa Cha đã trao cho Ngài. Bởi vì sau khi Ngài chết đi sống lại cách nay khoảng 2.000 năm về trước, Ngài về thiên đàng trình diện Chúa Cha. Và ngay giây phút đó, Chúa Cha đã trao tất cả quyền năng trên trời dưới đất và trong cõi càn khôn này cho Chúa Giêsu, Thiên Chúa Giêsu. Vì thế Thiên Chúa Giêsu Ngài nắm tất cả quyền năng trên trời và dưới đất và trong cõi càn khôn này. Điều này không có gì phải ngạc nhiên. Tôi nói lên đây tôi tin tưởng một cách tuyệt đối là bởi vì background tôi cũng là một thiền sư, y thiền sư Phật giáo. Tại vì bạn tôi thì những thiền sư lỗi lạc có, những linh mục có, những mục sư có, và những nhà bác học cũng có. Thành ra mình có gì mình học hỏi được nhiều lắm. Nhưng mà tôi học hỏi được nhiều nhất là từ Thiên Chúa Giêsu và từ cái cuốn thánh tinh, thánh kinh của Thiên Chúa Giêsu. Tên thánh của tôi là Phêrô Giuse. Và thưa quý anh chị, khi mà tôi quyết định, trước khi tôi quyết định retire, không làm nghề lương y nữa, quý vị biết là đây là cả một cái sự quyết định dứt khoát mà phải nói là can đảm và phải take a risk á, tức là tại sao mình là lương y mà bây giờ mình phải retire sớm. Cái chuyện này nó không phải là một cái vấn đề bình thường. Tại vì tôi và bạn tôi có cả một cái công ty, nhưng mà họ đặt cái niềm hy vọng cậy trông vào tôi, tại tôi là người chính. Nhưng mà rốt cuộc tôi phải bỏ là bởi vì mình phải chọn lựa. Một là theo thánh ý của Chúa Giêsu, hai là theo thánh ý của người đời. Mà thánh ý của người đời thì thưa quý vị, làm sao mà bằng ý của người đời thì làm sao mà bằng thiên ý của Chúa Giêsu.
và tôi khó quyết định quá quý vị ơi. Nhưng mà lương tâm tôi dằn vặt quá, bởi vì sau khi mà tôi khi mà tôi nhận được những phép lạ của Thiên Chúa Giêsu hiện ra bởi những áng mây, hiện ra khuôn mặt của Ngài, mà hình ảnh nếu mà những ai có webcam thì quý vị có thể thấy hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra và chúng tôi đã chụp được đây, và Ngài dạy bảo và Ngài phán bảo, Ngài bảo tôi hãy bỏ hết, đừng có đào xới những cái đống rác nữa con ơi. Một ngày kia, tức là sau khi tôi chụp hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây, rồi đúng 1 năm sau đó tôi xin kỷ niệm Ngài, khuôn mặt Ngài hiện ra trên mây, tôi xin Ngài hiện ra một hình ảnh nào đó trên mây để cho tôi học hỏi và để tôi tường trình trên đài radio mà tôi lúc đó, mà tại vì tôi có đài radio phát thanh, đài phát thanh. Thì thưa quý vị, Chúa Giêsu hiện ra với vóc dáng là sư tử nhà Juda mà sách Khải Huyền có nói về phần này. Đúng 1 năm sau ngày khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây mà chúng tôi đã chụp được, thì 1 năm sau khuôn mặt sư tử nhà Juda hiện ra trên mây. Rồi tôi cầu nguyện 3 ngày liên tục, sau đó tôi xin Ngài ban cho tôi mặc khải gì để tôi trình bày lại cho đồng bào nhân loại về sự việc này. Thì tôi cầu nguyện 3 ngày 3 đêm, tức là 3 ngày cầu nguyện, ban đêm cũng cầu nguyện, rồi xin Ngài đến trong giấc ngủ để Ngài phán bảo. Thì tôi thấy Chúa Giêsu đến trong giấc ngủ, Ngài bảo rằng con hãy bỏ tất cả những công việc của con. Tại vì tôi cầu nguyện Ngài nói, thưa Ngài bây giờ Ngài bảo con làm gì đấy, đúng cái Ngài hiện ra khuôn mặt của Ngài, trước đó Ngài ban mặc khải cho con, rồi Ngài bảo con phải thông báo cho người khác, rồi bây giờ Ngài hiện khuôn mặt của Ngài trên mây, rồi bây giờ Ngài hiện hình sư tử Juda, John 5:1, cái sách Khải Huyền rõ ràng nói về cái đề tài này, rồi bây giờ con phải phải làm gì? Trong đầu tôi nghĩ là chắc Ngài bảo tôi phải làm cái việc này toàn thời gian rồi, thông báo cho nhiều người được biết rồi. Nhưng mà cùng lúc tôi lại dính vô cái công ty mà tôi là người chính, mà tôi là một lương y nữa, nên đâm ra tôi quá bận rộn, tôi không có thời giờ để xoay sở. Rốt cuộc tôi đau khổ, tôi cầu nguyện thứ Ngài ơi, là mà sắp xếp làm sao cho con biết rõ ràng là con phải làm gì, chứ con không thể nào mà đi chằng hãng như vậy được. Thời giờ con chỉ có bao nhiêu thôi của Ngài ban cho, mà công việc này, 2 công việc này nó như vậy làm con, nó bó buộc con quá. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà Ngài đến với tôi trong giấc ngủ, và đây là những gì mà Ngài dạy bảo tôi, và tôi nghĩ rằng là tất cả nhân loại cần được biết, bởi vì Ngài bảo tôi phải thông báo lại. Thành ra tôi chỉ làm cái chuyện giống như người mà đưa thư đưa tin đó nha. Anh Vương chỉ là một cái người mà quý vị biết, mà cái người mà đi đi đưa mail cho người ta không, đưa thư đó, nghe không, chứ anh Vương không phải là cái gì mà đặc biệt hết á. Anh Vương rất là bình thường nha, chứ không phải là tầm thường. Tất cả chúng ta là bình thường đó, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta có những lúc chúng ta hiểu lầm, chúng ta coi thường nhau, nhưng mà mỗi chúng ta trước mặt Thiên Chúa thì Ngài quý chúng ta lắm ở khắp mọi nơi. Tại Thiên Chúa tạo ra chúng ta, Ngài là thương chúng ta hơn cha mẹ chúng ta thương chúng ta nữa. Thì cái vấn đề nó như vậy. Anh cầu nguyện 3 ngày 3 đêm, thì đêm thứ ba đó thì Chúa Giêsu đến, Ngài dạy bảo anh, Ngài dắt anh đi đến một cái đống rác. À, mà cái đống rác này quý vị ơi, nó lớn kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt, tức là nó quá lớn đi. Anh thấy người đời đó, người đời con người chúng ta đó, ở khắp quả địa cầu này cứ dúi đầu vào cái đống rác đó, bươi xới bươi xới. Rồi anh thấy trong cái đống rác đó có tất cả những công việc hàng ngày mà nhân loại chúng ta đã và đang làm, rồi chất chồng lên thành một cái đống rác vĩ đại, và rồi con người cũng vẫn tiếp tục cúi đầu xuống, ghi đầu mà đào xới trong một cái đống rác vĩ đại đó, trong tất cả những công việc của nhân loại đang làm. Thì anh thấy là trong đó cũng có anh nữa, anh đào xới, anh cũng làm cái nghề lương y của anh, rồi anh cũng bán đồ này kia, đồ công ty mà phải có bán đồ chứ đúng không, thì cũng có lời này kia nữa, cái cũng như bao nhiêu người khác này kia cũng cũng làm việc.
Nhưng mà anh thấy lại thấy ra tất cả nhân loại đang đào trong những cái đống rác. Anh mới nói, ủa sao kỳ vậy Chúa? Sao Ngài lại dắt con rồi đi đến một cái chỗ cái đống rác này mà lớn quá vậy, mà sao ai cũng lo đào đống rác không vậy nè? Thì lúc đó anh mới lẩm bẩm trong đầu, anh hỏi, ủa sao Chúa dắt con đến cái chỗ này hả? Thì lúc đó anh cũng vẫn đào sới, thì đúng một cái đó, anh đào đúng cái tấm hình khuôn mặt Chúa Jesus hiện ra. À, nếu mà mấy em có quý vị có webcam thì coi liền bây giờ cái webcam cái webcam của chúng ta là không phải cái còn nếu mà những ai mà có internet thì vào facegodjesuschrist.com, anh đánh cái chữ trang web ở đây nè, để quý vị coi hình ảnh mặt Chúa Giêsu ở đó, tất cả đều vào anh có trên đó hết á. Thì khi mà anh đào, anh tiếp tục anh đào cũng như bao nhiêu người khác đang đào xới những công việc của họ, thì khi anh đào tới cái hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra mà trước đó anh chụp, một năm trước đó anh chụp được á, thì thấy một cái hình ảnh lớn lắm, hình ảnh bự thật bự vậy nè, mà anh đã copy ra, tôi đã copy ra phóng lớn, ví dụ như size 24 và 36, tức là lớn lắm. Thì anh nói, ủa, tôi nói, ủa sao kỳ vậy nè, cái hình mặt Chúa Giêsu này mình là cái người chụp được cái hình ảnh này, lạ quá ha. Anh cũng vui, anh mừng là ô gặp được cái hình Chúa mình chụp được, anh cũng mừng lắm, anh mới ôm lắm hình Chúa liền. Anh nói, ủa hình Chúa sao ở trong đống rác này đây? Thì thưa quý vị biết chuyện gì xảy ra? Đúng một cái tôi thấy cái hình ảnh mặt Chúa Giêsu á biến thành vàng 24 hết. Bao nhiêu hình mặt của Chúa Giêsu biến thành vàng 24 carat. Quý vị biết vàng ròng không? Tôi nói, wow, sao mà hình mặt Chúa giờ biến thành vàng 24 vậy nè? Trong bụng mình nghĩ thoáng qua thôi, mình nói, ồ, cái này chắc mình giàu to rồi. Bởi vì trong lòng mình thật sự mình cũng chẳng muốn mình giàu. Tại vì mình biết mình đã quá giàu rồi. Khi mình có Chúa với mình là mình đã quá giàu rồi, thưa quý anh chị. Quý anh chị có biết là tất cả tài sản của Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Thần á, Ngài ban cho chúng ta hết á. Nếu mà chúng ta biết vâng lời Ngài, theo Ngài. Thì khi mà tôi thấy cái hình ảnh của Chúa biến thành vàng bốn, tôi cũng mừng lắm. Ủa cái hình này tự nhiên biến thành vàng bốn vậy nè. Ồ, chắc mình nghèo giàu rồi nha. Nhưng mà đó không phải là một cái niềm vui chính. Là bởi vì tôi biết tôi đã giàu rồi. Khi mình có Chúa Giêsu là mình có làm đã giàu rồi. Nhưng mà tôi lại ngạc nhiên, tôi nói tại sao cái hình Chúa lại biến thành vàng 24. Rồi tự nhiên Ngài chấm dứt chỗ đó. Rồi Ngài phán bảo. Ngài bảo rằng là thời dũng biểu, đây là những gì Ngài phán bảo nè. Con hãy nhắc nhở cho nhân loại được biết, thời dũng biểu của ta sẽ đến đúng thời hạn và không chậm trễ. Và kính thưa quý vị, sau đó tôi thấy thành Jerusalem từ trên thiên đàng bằng đá quý, bằng những kim loại quý không à, Ngài đặt xuống quả địa cầu âm âm đung đung, tại vì lớn lắm. Tôi mới nói chết mồ tổ rồi, kỳ này chắc tan sát rồi. Tôi nói Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, cây này tan sát rồi Chúa ơi, đung đinh lớn quá, xuống của này chết rồi. Thì thưa quý vị, tôi thấy cái sự thể thật là vĩ đại. Thành Jerusalem của Chúa đặt xuống quả địa cầu âm âm đung đung lớn lắm, vĩ đại. Và khi đặt xuống xong rồi thì tôi thấy tôi vẫn còn sống. Vẫn còn sống nha. Lúc đó mừng quá. Lúc đó mình nói, cầu nguyện nói, Chúa ơi cảm ơn, Chúa Giêsu cảm ơn Ngài, con còn sống đây, mừng quá. Nhưng mà tôi phải nói là sợ, quá sợ. Sợ chứ, mình tưởng tan xác rồi. Tại vì những cái building đó đặt sát tôi luôn, mà tôi nằm xuống đất mà tôi thấy building nằm đặt sát tôi luôn, tôi sợ lắm. Nhưng mà đặt xong rồi tôi thấy tôi còn sống, thành ra tôi mừng quá, tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Thì Ngài phán bảo như thế. Ngài bảo rằng thời dụng biểu của Ngài sẽ đúng thời hạn và sẽ không chậm trễ. Ngài bảo tôi thông báo cho nhân loại được biết và kêu gọi nhân loại đừng có tiếp tục đào xới những cái đống rác mà nhân loại đã và đang gây ra.
đó là những cái túi tham không đáy gây ra biết bao nhiêu sự đau khổ buồn phiền cho chính mình và cho những người xung quanh mình và cho cả càn khôn này. Ngài nói là hãy chấm dứt đào những đống rác đó. Ngài dạy bảo rằng ta dạy các con cầu nguyện xin cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ. Ta đâu có kêu dạy các con cầu nguyện là xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ rồi dư thừa để lo đông đầy những túi tham không đáy. Tôi nói dạ thưa ngài, dạ thưa chú, con cảm ơn ngài, ngài dạy con, ngài nhắc nhở con. Thưa quý anh chị, ngài dạy dỗ chúng ta rất rõ ràng, tường tận và đã chép lại trong cuốn Kinh Thánh của ngài. Chúng ta hãy học hỏi và hãy giữ lấy những điều đó. Và đồng thời chúng ta đừng quên rằng có những điều mặc khải mới ngài dạy bảo chúng ta cần phải học hỏi và thực thi. Chứ chúng ta đừng nói giờ tôi chỉ học những gì mà Chúa Giêsu đã dạy trong quá khứ thôi, còn cái chuyện tương lai thì cái chuyện tôi không muốn học. Cái đó là chúng ta tự giam chúng ta rồi. Chúa Giêsu đâu có ra lệnh như vậy. Chúa nói là Ngài ra đi về với Chúa Cha, Ngài sẽ xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần để dạy dỗ chúng ta. Mà Chúa Thánh Thần đó là gì? Đó là thần khí của Ngài, quyền năng của Ngài. Ngài mặc khải cho ai và Ngài ra lệnh, Ngài bảo người đó phải nhắc nhở như thế. Và chúng ta được quyền nhận xét một cách tường tận. Bằng cách nào? Để chúng ta biết được những mặc khải đó là của Chúa Giêsu ban cho, của Chúa Cha ban cho. Chúng ta phải có niềm tin là chúng ta cần cầu nguyện với Ngài, Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần để soi sáng cho chúng ta hiểu biết. Khi mà Ngài chọn ai làm việc gì đó, đem hồng ân của Ngài đến cho mình. Tôi gặp rất nhiều người hỏi tôi thấy nhiều người tin tưởng vào đạo giáo, tuyệt đối tin tưởng, nhưng mà họ cứ học những cái gì mà đã xảy ra cách đây mấy ngàn năm về trước, còn những cái gì mới đây tôi không thấy đi. Tôi thấy hình như là người ta không có quan tâm nhiều lắm. Thưa quý anh chị, khoa học luôn luôn lúc nào cũng tiến bộ, có đúng không? Khoa học nhân loại, chúng ta có một cái phone, cái gì đó từ cách đây là mấy năm là cái gì đó, BlackBerry đó, popular dễ sợ. Rồi sau này là đến bây giờ có iPhone 6 ra rồi. Khoa học tiến bộ thế thì tại sao khoa học thiên loại lại không tiến bộ? Khoa học thiên loại là của Chúa đó, tiến bộ trước khoa học nhân loại, thưa quý vị. Mà khoa học nhân loại là khoa học tìm hiểu, là khoa học bất toàn. Tuy nhiên khoa học thiên loại, khoa học của Chúa Giêsu, của Chúa Cha là khoa học toàn hảo. Thế thì khoa học tiến thì chúng ta phải, đạo học cũng phải tiến chứ. Thành ra chúng ta hãy để ý những mặc khải của Chúa Giêsu ban cho. Chúng ta hãy đo, đắn đo, suy nghĩ, học hỏi. Cho chúng ta đừng có cứng lòng. Thì thưa quý vị, tôi đã chia sẻ. Có những người cứng lòng người ta không có chấp nhận. Nhưng mà những người được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ chấp nhận liền, họ nhìn hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra trên mây, họ thấy liền, thưa quý anh chị. Có những người nhìn hoài không thấy. Điều đó thật là đau buồn cho những anh chị đó. Và đến giờ hôm nay, giờ phút này thì thưa quý vị, sau khi những điều mà khải đó, những giấc mơ đó, tôi được tội nguyện và tôi đã làm gì? Tôi đã dứt khoát retire nghề lương y.
Và giờ đây tôi chỉ làm việc thông báo những tin mừng của Chúa Giêsu bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết. Và đến giờ phút này thì chúng ta có trên mười mấy ngàn video clip về việc Chúa Giêsu hiện ra và những mặc khải của Ngài. Thì thưa quý vị, đây là một chuyện rất là lạ, rất là đặc biệt. Và tôi cho rằng đây là hồng ân, chỉ có hồng ân của Chúa Giêsu mới có thể thực hiện được những việc mà tôi đang làm. Dạ, thành thật cảm ơn. Và thưa quý anh chị, để đúc kết ngày hôm nay, tại hình như đến giờ đọc kinh rồi đó, thì thưa quý anh chị, tôi đúc kết câu chuyện ngày hôm nay: những ai còn độc thân ước ao được tìm người vợ hoặc người chồng của mình, quý vị làm ơn cầu xin cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin Ngài ban cho một cô vợ, hoặc là xin Ngài ban cho một người chồng, một anh chồng đàng hoàng, một cô vợ đàng hoàng. Tôi bảo đảm cho quý vị, Ngài sẽ ban, Ngài sẽ chọn lựa, tại vì Ngài có tất cả. Đúng người. Vui lắm, ngạc nhiên lắm. Quý vị thất nghiệp, quý vị ước ao có một việc làm để sinh sống, để học hỏi, để làm việc của Thiên Chúa Giêsu. Thông báo những tin mừng đặc biệt này, khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra và những phép lạ mà Ngài đã ban cho và Ngài bảo tôi thông báo cho nhân loại. Quý vị hãy phụ Chúa Giêsu thông báo những tin mừng này đến cho người khác biết. Thì cũng giống như quý vị đang đào xới khai thác một cái kho tàng vàng 24 carat vĩ đại nhất. Đó là khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra. Tất cả những người cầu nguyện cùng khuôn mặt như Chúa Giêsu hiện ra mà tôi đã chụp được, họ đều được tội nguyện. Những cái gì mà cần thiết, đau khổ rồi họ cần được bình an, họ được vượt qua những khó khăn, họ hoặc là họ đang kiếm muốn lập ước ao được lập gia đình, tìm đúng người, họ đều được tội nguyện hết. Thưa quý vị, khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra thật là đặc biệt. Ngài đội mỏ gai, mắt Ngài nhìn thẳng vào linh hồn chúng ta, Ngài biết hiện tại, quá khứ và tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu. Ánh mắt của Ngài bị đánh chảy máu mắt, máu chảy xuống gò má. Mũi Ngài bị đánh sưng mũi, môi miệng Ngài bị tét môi. Nhưng mà Ngài hiện ra trên mây và nhìn thẳng vào linh hồn chúng ta. Ngài cho chúng ta biết là Ngài đã gánh vác tất cả những tội ác của nhân loại. Và đến giờ phút này, một lần nữa Ngài phải trở lại quả địa cầu theo kỳ hạn, đúng theo kỳ hạn, để Ngài cứu rỗi nhân loại một lần nữa, thưa quý vị. Và hình ảnh này, quý vị nếu mà nhìn vào, nhớ niệm trong lòng câu Giêsu Maria Giuse, xin mở thần trí khôn ngoan cho con nhìn thấy khuôn mặt của Ngài và những gì Ngài ban cho chúng con, dạy bảo chúng con. Tôi bảo đảm cho quý vị sẽ được Ngài dạy dỗ liền khi Ngài nhìn vào ánh mắt khuôn mặt của Ngài hiện ra trên mây. Và thưa quý vị, mới cái này không lâu, có những người phụ nữ rất là đau khổ, bị phụ tình rồi này kia rồi cái đủ thứ chuyện, có người cái mà sắp sửa tự vẫn luôn. Nhưng mà họ lại may mắn, họ gặp được những người mà biết hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra, và họ những người đó đã nhận được những phép lạ của Chúa Giêsu ban cho, thì họ lại khuyến khích và cho những người đó mượn hình ảnh của Chúa Giêsu, và những người đó cầu nguyện cùng hình ảnh của Chúa Giêsu với lòng chân tình. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Những người đó được tội nguyện, họ đến đây họ cảm ơn, họ đem bông tới này kia rồi cái họ dâng cho Chúa. Thì thưa quý vị, đến giờ đây thì anh Vương xin xuống máy để đến giờ đọc kinh. Anh Vương cảm ơn quý anh chị, xin lỗi, tôi thành thật cảm ơn quý anh chị đã theo dõi tại trong đây, biết đâu có người lớn tuổi hơn mình. Tôi thành thật cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Nếu mà giờ đọc kinh, nếu mà quý anh chị cho phép, thì chúng ta vẫn để hình khuôn mặt Chúa Giêsu và hình Đức Mẹ Maria, chỉ hai hình ảnh đó thôi thì càng tốt, tại vì Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria mách bảo cho tôi như thế, không để hình ảnh nào khác, chỉ khuôn mặt Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, thì đó là điều rất là cần thiết.
anh Vương xuống nha. Thành thật cảm ơn tất cả quý anh chị. Một lần nữa xin lỗi tôi không thể xưng anh ở đây, tại vì có người lớn tuổi hơn mình đâu có biết được. Thành thật cảm ơn. Hạnh phúc rung chung xa về đến